Tập 3 phần 2 Vận thú tuần phục. Bọn chúng không thể nào thắng được. Cái gì? Đây không thể nào. Rốt cuộc bọn chúng đã dùng ma pháp gì thế mà lại xử lý được cơ giáp nhanh tới như vậy? Lời đời ở tình này khó xử quá. Tiếu được cơ giáp của ta, ta kia không ta cho mùng mây được. Mọi người cẩn thận, họ giếm này chắc cô hắn không đơn giản. Lôn thần bị cùng thiền thánh liệt quyền kích toàn lực sự kích. Không ổn rồi. Thời sự còn danh tiền, một đám nhóc có mười mấy tuổi cũng lợi hại đấy. Bọn nó từ đâu tới? Tại sao lại muốn hủy tìm thành ra như thế này? Tiền trang bị đã hạt nhà của anh ép bán ép mua, lẽ nào không cho người khác phải kháng sao? Lỡ gì rồi, nhìn ở trong phía thành chủ kìa, đã phái cười giáp tới rồi. Tìm ra, đã đạt được mục tiêu rồi. Gọi trường bối của mày bộ mày ra đi, nếu như không thì không đứa nào đi được đâu. Sao thế? Ai không đi được thì vẫn chưa chắc chắn đâu. Dương Tây, bộ mày điên rồi sao? Đi. Khổng kiếp gì thì đâu. Lời tấn công phòng người che mắt vừa nãy. Vậy mà lại dọa tao. Nhóc còn khổng kiếp mà. Đừng có hồn chạy. Tiếp theo làm thế nào đây? Có không ít cờ giáp đèn tới. Đã bị bắt được thì phiền phức rồi đấy. Về trái. Cuối cùng cùng tới rồi. Hướng về phía bên trái. Lisa. Người trái xí hồn đạo chính là đội trưởng đàn bác. Đi. Sau mọi người lên xe thì đàn bác lập tức khởi động lá chắn ẩn nấu, đồng thời lái xe và dòng xe cộ đang lưu thông. Quỳ có phải cái cậu đi rồi không? Tại sao lại phải xung đột kịch liệt với người có địa bàn như thế? Các cậu đang sử dụng bảo lưu một cách mù quáng đấy, không hề để ý tới hậu quả. Nếu như còn vài tôi tới kịp thì các cậu sẽ bị hạt giác bắt thành rồi, sẽ gây ra rất rủi lớn thế nào cho cậu viện có biết không? Cái này cũng không thể trách chúng tôi được. Chúng tôi chỉ là muốn đi mua vài trang bị. Đúng thế. Không ngờ được đã nhờ. Là một hạt điểm. Bọn họ bắt nạt người khác. Chúng tôi là muốn được cao đức hạnh và lên án cái ác. Cái cậu đang lấy bạo lực trị bạo lực. Bản chất khiết khác gì bọn họ hay không? Tôi biết rồi đơn trưởng. Sau này sẽ không công kích động giống như là vừa này nữa. Kỳ thi cuối kỳ lần này khó quá, là chúng tôi chỉ xét cộng dù đáo, đâu nóng lên. Mới phạm lỗi như vậy, tôi hiểu rồi, cha trách lại sắp xếp kiểm tra như vậy. Chính là muốn rèn luyện tâm tính của các cậu. Thực tế thì chỉ còn các cậu trải qua 5 ngày yên ổn, thì tôi sẽ dẫn các cậu về. À, vậy thì thành tích kiểm tra của chúng tôi sẽ thế nào? Tôi sẽ báo lại những biểu hiện thực tế cho các cậu ở học viện, do học viện quyết định. Đây là phòng an toàn của đường mòn cho tôi. Cho tôi nghỉ ngơi một ngày tránh đầu sóng ngọn gió. Đội trưởng ở đây chỉ có một mình anh sao? Chúng ta sẽ không biết theo dõi đi chưa? Khoảng tự giác này chỉ có một mình tôi. Cũng giống như là xe của chúng ta ở đây có hệ thống ngăn chìa. Chúng ta chỉ cần lái xe ra khỏi thành và khu rừng rậm thì sẽ không có ai lần thấy chúng ta nữa. Ôi tục quá rồi, như thế này thì yên tâm rồi. À đúng rồi đội trưởng à, hôm nay chúng tôi cũng phát hiện đặc biệt ở tiệm trang bị. À, phát hiện gì vậy? Đến như thế này, chúng tôi thấy hoàng kim lông hóng. Có gì? Huyết mạch trừng áp. Ơ, hồn lực của mình bị khống chế hoàn toàn rồi. Mấy cái đứa nhóc khốn kiếp này. Cái cậu đang làm cái gì hả? Đội trưởng xin lỗi. Nếu như mà hiểu nhầm, thì sau khi trở về mau tình chúng tôi sẽ lông trộm xin lỗi anh sâu. Mặc dù cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, nhưng tôi chú ý thấy anh đã ra hiệu ánh mắt với tên đầu trọc đó. Tôi đã nghi ngờ anh là gián điệp của tinh cầu tội ác. Cái gì? Nếu không thì anh đã xuất hiện ngay từ lúc chúng tôi có xung đột rồi. Quan trọng nhất thì nhất định phải hoàn thành bài kiểm tra. Nếu như chúng tôi phải đối mặt vào với đầu thải thì chắc anh cũng đã biết học viên sự lệ khác cạnh tranh rất khốc liệt. Vì thế chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chúng tôi còn muốn chiến hạm trinh sát để về.
Thì ra là thế. Nhưng đây là một hiểu nhầm nghiêm trọng. Tôi luôn âm thầm bảo vệ các cậu. Tôi rất cảm ơn sự tương trợ của anh, nhưng chúng tôi vẫn nghi ngờ tính chân thực ở trong lời nói của anh. Vì thế an toàn của đội viên không thể hết không công chế anh. Ai thực sự là phục các cậu rồi. Thứ này được đặt nhỉ? À không rẻ. Nhưng mà nghe nói có thể có cấm cố hồn sự phong hòa đâu là trở xuống. Vẫn nên cắn răng mua. Mọi người theo như kế hoạch ban đầu nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai lấy xe rời khỏi thành. Cũng không gặp điểm kiểm tra nào. Thường lợi chạy về chiến hạm trinh sát của đường môn. Lâm Hiệp Vũ à, có một vấn đề cậu vẫn chưa nghĩ đến. Nếu như tôi không cho các cậu quyền hạn vào được chiến hạm thì làm sao? Đối với cậu, các cậu đối xử với tôi thế này, tôi có thể báo thù lại đấy. Anh không sợ chúng tôi đến anh hay sao? Không sợ, tôi là người của đường môn. Các cậu về thì sẽ không ăn nói được. Ý, bạn thử à? Để cho đội trưởng ngồi xuống nghi ngờ đi. Thông tin cái gì ra? À, đội trưởng anh yên tâm. Sao chúng tôi có thể đánh tiền bối của đường môn được chứ? Ôi nhìn đừng nhanh dừng tay, tôi nói với các cậu mà. Mày nhóc tôi nè. Đừng tay dừng lại mày. Tôi đưa là được chứ gì. Ôi anh thấy không, sớm là như vậy là tốt rồi, sao phải làm thế chứ? Theo như lời cậu nói thì lối xa là của tôi sao? À cậu không phải sao chứ? Cậu lấy cái tình khôn kiếp nè. Ăn miếng trả miếng, cái năm thi tự này cũng thật giỏi. Vận hành tất cả đâu rồi đấy. Đại trường lát nữa xuyên qua lỗ sâu, có cần chú ý hay không? Chiếu là vấn đề tinh thần. Nhưng mà lực tinh thần của cậu đã đạt tới 400 chưa? À hơn 4.000, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Ui cậu là quái vật gì vậy? Lâm Nguyên Vũ lợi dụng lực tinh thần siêu mạnh của bản thân. Hoàng Mỹ xuyên qua đường hàng không lũ sầu. Ui tiệt quá, chúng ta đã quá rồi. Thuyền đến. Chú ý, xin các người lập tức dừng thuyền, tiếp nhận lên thuyền kiểm tra. Để rồi là chuyện gì xảy ra thế? Không rõ. Nói công chừng là giờ nguyên nhân cái cầu bị trì nã. Giáo quyền không chia cho tôi. Tốt quá, cơ hội tới rồi. Tôi lấy lại quyền không chia rồi. Để tôi giới thiệu với bọn họ có xem có được không? Thì à, thực ra đối phương chỉ muốn chút hối lộ thôi. Do cậu ta xem cậu ta làm thế nào. Mở hết lòng phòng hộ, mở hết tốc lực, động lực, toàn lực tăng tốc chúng ta xông ra. Ứng bị tàn hình. Ý, sao không thể kịch bán gì hết gì? Khóa. Phóng tên lửa phản vật chất. Ôi trời trời, làm điên rồi sao? Vốn dĩ chạy là xong rồi. Đến rồi thì là tử thù rồi đó, đó. Ở anh đâu có nói. Không tấn công sao có thể đột phá thuốc qua đây chứ? Cẩn thận đi, chúng ta bị bao vây rồi. Nếu là như thế thì vậy thì tranh chiến đấu chính diện thôi. Mọi người ngồi cho vững. Là Huyền Vũ thi triển tiêu chuẩn lái chiến cờ sốc trên 1.000 người. Trong ranh giới cực hạn của chiến hạm. Điều khiển kích tốc độ tác lượng tránh đặc biệt 15 phút sau. Lâu đài bây giờ tôi có thể ra đằng sau đông hay không? Tôi cũng muốn bỏ họ các đuôi kẻ địch tàn hình thoát được. Ai thì là mày bá. Cũng có như là sợ hãi hơn là bị tổn thương. Cậu cái tên nhóc túi này, sao cậu cứ lầm loạn thế hả? Anh xem tôi về học viện làm sao? Quỳnh nói thơ cấp cố này con có thơ cấm ngôn đi. Để rừng anh vào phòng nghi ngờ đi. Nghĩ xong là sắp đến nhà rồi. Tức quá. Để rừng anh nghi ngờ cho tốt nhà. Sau khi về thì chúng tôi sẽ tá anh ra. Sau tiếng sầu là về đến mẫu tình rồi. Cuối cùng thì chính là giải quyết hậu quả cụ thể rồi. Buổi chiều hậu viện sự lại khác. Yên bình quá. Thật là nhanh rồi mà. Khó có được mà thằng nhóc gây chuyện ở đây. Tình nhắn hoài thế. Cái gì? Chào viện trưởng, em là Lâm Hiệp Vũ, bây giờ đang ở mẫu tình. Em và đồng đội đã thoát được và trở về rồi, hoàn thành bài kiểm tra.
Nhưng vì bài kiểm tra viên trưởng mà chúng em không thể làm được một vài chuyện sai lầm. Tình hình cụ thể thì đang bác sẽ nói rõ cho cô. Trở về rồi sao? Anh ta đang đợi cô ở trước tòa nhà giảng đường của học viện. Thường tiện thì giải trừ cấm chứa này. Cái gì? Sao có thể được? Thời gian không đúng, gọi lại cũng không thông. Ý, thật sự là đàn bác ư? Mấy đứa lễ nào đã xảy ra chuyện rồi? Người đâu? Làm hiệu vụ bảo nói sao rồi? Thế là anh Lợn Hồng đã ý thức được vấn đề ở đâu? Giới trừ cấm cố thuật cho đàn bác. Mấy cái tình nhau còn khốn kiếp, đều chết ở ngoài không gian rồi. Cậu nói cái gì? Cậu đồng ý với tụi thế nào hả? Mày đi nhọc đó là chiếm bảo hộ viện chúng ta đi. Này, tha tôi ra xuống viện trưởng à. Cô có nói lý gì không vậy? Bọn nó biến tôi thành cái bộ dạng này. Tôi nói những lời giận dữ thôi mà. Hả? Gì hả? Sao rồi sớm? Sau khi vào văn phòng, thì đàn bác đã cơ lại đầu đuôi sự tình. Có cho anh Lật Hồng và đường chân Hòa Lắc sau được gọi tới. Thì đàn à, không phải cô bị ra đi chứ? Tôi có thể bị ra những chuyện mất mạng như vậy sao cho vì chứ à? Sau này ngài đừng có tìm tôi nữa. Giờ chết rồi. Có điều bọn nó cũng không phạm sai lầm gì lớn, tại sao lại không dám về chứ? Cái gì? Không phạm sai lầm lớn á? Bọn nó làm nhanh thanh như thế này rồi, ngài đến không trừng phạt bọn nó nữa hả? Thực ra vẫn tốt, hoàn toàn bởi vì bài kiểm tra cuối kỳ mà thôi. Tôi đi các người thôi, tôi phải về đây. Sau này đừng có mà tìm tôi giúp đỡ nó đi vô. Thế nào? Tôi thấy à, đến mong bọn nó đi chứ sao? Đúng rồi, chiến hạm của đường môn chúng tôi. Nói dừng chiến hạm của đường môn, sao có thể chứ? Bị mấy nhóc nó làm bốc hơi đường rồi. Làm sao mà nó lấy được chiến hạm đi được chứ? Cô quên rồi à? Thấu lão đã đưa nhẫn vòng mệnh cho thằng nhóc đó rồi. Cái gì? Không phải chứ, bọn nó thực sự làm ra cái chuyện này được không? Đích đến chuyến đi lần này của hai người lao viện Hôn Đạo Sư Nhật Nguyệt Hoàng Gia, bọn họ muốn đến gặp người đó. Mình đồ, chúng ta tới nơi rồi. Học viện Hoàng Gia Nhật Nguyệt, chúng ta làm sao mà tìm được con Anna đi? Lại không thể mở hồn đạo cụ truyền tin. Giờ chờ tới có cách mà. Chú bảo vệ à, chúng cháu là năm nhất ngôi viện học viện sự lại khác. Chúng cháu muốn đến thách đấu hồ viện của học viện ca chú. Phiền chú thông báo một tiếng với lãnh đạo trường. Chú có biết đồng phục này không? Học viện sự lại khác à? Lập tức đi liên hệ với phòng giảng dạy. Chủ nhiệm của phòng giảng dạy học viện Hồ Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt lập tức tới. Hai người được dẫn vào phòng giảng dạy, đồng thời được sắp xếp một trận co sát 2-10. Tôi sẽ đi sắp xếp, các em nghỉ ngơi trước đi. Vợ thì vào rồi, nhưng mà tìm cô Nana thế nào đây? Không phải là dễ rồi sao? Lúc đến thì ra đoàn công kịch lớn, cô Nana sẽ lập tức cảm nhận được chúng ta. Vì cô Nana, các em đều đã cao lên rồi, sao các em lại đến đây? Được nghĩ rồi nên đến thăm cô. Chúng em không thể dùng công cụ liên lạc bịa ra để vào một thạch đấu. Chủ nhiệm giảng dạy đã dẫn chúng em vào. Tất cả nhận được thiết kế khí tức của các em đã lập tức tới đi. Đi đã, tinh thần của các em có vẻ hơi mệt mỏi. Ý cô Nana, sao cô lại ở đây? Bộ nó đến tìm tôi, nói là muốn thạch đấu để vào được học viện. Tìm được tôi rồi thì không còn thành đâu nữa. Ở đây đã, tôi đã hẹn với học viên rồi, sao có thể tí ý bỏ được chưa? Các em nghỉ được mấy ngày? Khoảng 15 ngày. Vậy thì đợi thêm 10 ngày sau đi. Các em đã rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Còn này là chuyện này liên quan tới uy tín của danh dự học viên chúng ta. Vậy thì không còn thành đâu nữa. Bọn nó là học sinh của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đi thôi, không cứ động được rồi. Cô ta vậy mà lại là cương giả thần cấp, phải lập tức báo với viện trưởng. Quỳ ba người đó đẹp quá, hình như là hậu viện của sự lại khác tới. Hậu viện của sự lại khác sao lại đến trường chúng ta? Cô Nana chào cô.
Cô Nana, cô nhớ tôi không? Ngày cô vừa đến học viện của chúng ta đã gặp nhau. Không nhớ. Vậy thì làm quen là nhé. Tôi tên là Lâm Thiên Đài, là chủ nhiệm lớp 2 năm 4. Tôi còn có chuyện. Chắc là chú ấy là người theo đuổi cô. Tôi còn nhỏ mà em đã biết thế nào gọi là theo đuổi rồi à? À đương nhiên là biết rồi. Cô Nana đẹp như vậy, người theo đuổi chắc chắn là có nhiều lắm. Cô Nana đã từng có bạn trai chưa? Hình như là có rồi. Có điều đó hoàn toàn không nhớ gì nữa. Ký túc xá nhân viên của cô Nana. Đúng như là phản đoán của Nana, hai người đã mệt bơ phờ, vừa mới thay lộng đã ngủ thiếp đi rất nhanh. Mặc dù thiếu lực tinh thần thể lực, nhưng mà linh thức nội tại lại cực kỳ mệt mỏi. Mà hậu bãi kiến chủ thượng. À đi hết tiền bãi kiến chủ thượng. Xin chủ thượng thứ tội tại không thể biến hình để gặp gỡ. Các người lại hồn lính. Chủ thượng ngài không biết tại sao. Hình như ta có hơi quen nhưng mà ta không nhớ ra được. Các người biết ta là ai? Chiếu thượng, ngài đã mất trí nhớ rồi. Chiếu thượng, ngài từng là chú tể của hồn thú nhất mạch chúng ta. Ta và má hậu đều là hồn thú 10 vạn năm. Bởi vì thọ nguyên sắp đến nên mới lựa chọn hai đứa trẻ này để làm đối tượng nương tựa. Ngài đã mất tích từ 1 vạn năm trước. Không ngờ chúng ta còn có thể gặp ngài ở đây. Ngài nói ta cũng là hồn thú. Không, ngài sớm đã thoát khỏi phạm trù này. Ngài là thần Ngân Long Vương vĩ đại, đã từng lên đời chúng ta phán kháng là sự chèn ép của nhân loại, bảo thủ nhân loại và đã từng chiếm đoạt quyền hương của chúng ta. Ta là kẻ địch của nhân loại, nhưng bây giờ hồn thú đã có gồm dạng sinh tồn của mình rồi. Đêm thế, đó chính là kết quả nỗ lực của ngài. Vậy thì chúng ta và nhân loại đã được hiệp ước. Nhưng lúc đó ngài đã bị thương nặng không rõ tung tích. Không ngờ được vậy mà lại có thể gặp được ngài. Không đúng, hình như vẫn còn. Chuyện gì đó quan trọng lắm, bị ta phất lờ rồi. Chưa thượng, ngài sao thế? Tôi có gọi ta là chưa thượng. Ta đã không còn là chưa thượng của các người nữa rồi. Chỉ còn ta thử cô nhớ lại thì sẽ cực kỳ đau đầu. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường. Tôi chỉ muốn cùng ở mấy đứa trẻ này. Càng người cũng yên ổn đầm hồn linh của chúng đi. Rõ chư thượng chúng ta sẽ tuân theo ý chí của ngài. Ngài bảo trọng. Ngân Long Vương sao? Ta đã không còn thù hận gì nữa, cũng không còn ký ức. Ta chỉ là Nana. Ngân Long Vương gì đó thì có liên quan gì tới ta đi? Ngày thứ hai, hai người bắt đầu kỳ nghỉ cùng với Nana. Bọn họ cùng thưởng thức mỹ thực, cùng đi mua sắm. Dư lực khắp nơi hưởng thụ phong cảnh đẹp. Đi vào giấc ngủ với sự vỗ vợ của Nana, giống như là một đứa trẻ bình thường. Cô Nana, tại sao chúng ta phải tu luyện? Sống cuộc sống người bình thường không phải đã vui vẻ sao? Không phải ban đầu em nói với cô là muốn bảo vệ người sao? Ở vòng đường thế, vậy có thì sao? Trước đây ta cũng không nhớ nữa. Nhưng mà bây giờ chính là bảo vệ các em. Cô trở nên mạnh mẽ hay không thì đâu không sao cả. Thực ra, chứ dù các em có tu luyện hay không, cô đều sẽ bảo vệ các em. Không được, đã nới lỏng một tuần rồi, tuần này bắt buộc phải tu luyện. Cậu đố kỳ vị tử. Đúng vậy, ai bảo cậu, ngày nào cũng chiếm lấy cô này nè, hơn nữa cũng sắp nhậu hoặc rồi. À được rồi, nghe thấy cậu bắt đầu minh tưởng đi. Trải qua một tuần nghỉ ngơi thì đã minh tưởng lại, và tiếng rất nhanh đã tiến vào trạng thái trần tĩnh. Đó chính là mình tưởng theo chiều sâu lâu dài, không cấm kỵ. Nana lập tức mở rộng lông phòng ngự, ngăn cách những dao động năng lượng khổng lồ mà Lâm Hiên Vũ phát ra. Hai đứa đã trưởng thành không ít. Hai con rồng, một vàng một bạc, sống vào thần thức hải của mình. Bọn chúng đang đấu nhau, đều muốn bá chiếm thần thức hải của mình. Đồ quả không thể khống chế được cơ thể của bản thân. Thần thức hải đều đang bị chấn động, sắp vỡ rồi. Nhiệm vụ,
Thân tức hại của nó đang chịu xung kích cực lớn. Có điều bây giờ là một quá trình dung hợp và đánh ngộ, mình không thể nào ra tay can thiệp. Bình tĩnh lại, bây giờ phải tự giải quyết dựa vào bản thân. Đúng rồi, xoáy nước dùng xoáy nước giải quyết vấn đề. Mặc dù mình không thể nào khống chế được hai con rồng này, nhưng mà mình có thể thử khống chế hai thủy. Cuộn trào lên, chuyển động cho ta, xoáy tròn. Tốt quá rồi, mình làm được rồi. Dùng hải thủy nhấn chìm hai con rồng này, thì ảnh hưởng của bọn nó gây ra cho mình sẽ đi rồi. Mình có thể cống chức cơ thể của mình rồi. Cuối cùng thì đã giải quyết được vấn đề. Chắc là vẫn phải dựa vào hào quang bay sắt. Dẫn dụ nó vào, thân thức hải vậy. Dưới sự chiếu rọi của hào quang của bảo trợ bay sắt, thì cảm xúc của hai rồng một bạc, một vàng đã dần dần ổn định lại. Cuối cùng thì hai con rồng đã tự nhiên lượn vòng quanh pháp châu, đồng thời mang theo toàn bộ hải thủy trong tinh hải hình thành một vòng xoáy ổn định, mà tinh thần hải đã khôi phục lại sự yên bình dưới sự bao trùm của hào quang bảy sắc. Đột phá rồi, hiện dụ đã đột phá tới cảnh giới tinh thần rồi. Linh Nguyên Cảnh. Tập 282. Thật sự là quá tốt rồi. Hiên Vũ thì tự mình giải quyết khó khăn, cuối cùng đã đạt được Linh Uyên Cảnh rồi. Cô ấy thật sự đã trưởng thành rồi. Uy thông quá, tới đuối quá. Em tin rồi à? Cậu giờ mình tưởng thật đấy, đã 2 ngày 2 đêm rồi đấy. Hả? Tới ngủ lâu thế sao? Em vừa mới đột phá, muốn làm vững chắc cảnh giới thì còn thời gian. Thơm quá, Tú, cậu đang nói gì thế? Ôi, hàm gân bò. Ôi, từ Tú tiên đại xinh đẹp, vô địch vũ trụ. Anh có thể cho ta ăn một chút không? Lúc cậu nhìn tớ tiên mi ngọt sớt như vậy sao? Ta chỉ đang trân thực lại một sự thật thôi. Ôi, ngon quá, hạnh phúc quá. Cơ sở thi đấu lúc em đến đã nói vốn quái hoàn thành. Chính là ngày mai, lên tinh thần lại cho các em trước khi khai giảng. Được ạ. Nói gì học, các em là niềm kiêu hãnh của học viện. 10 người đấu với 2 người. Không phải là vì đối phương là năm nhất mà coi thường bộ họ. Người các em phải đối mặt chính là thiên tài mũi nhọn của toàn địa bàn. Ai vì sơ suất mà để bị thua trận đấu, thì tôi sẽ xử lý em đó như thế nào? Dừng. Học viện hồn đạo sự nhật nguyệt hoàng gia võ trường biểu diễn. Cô Nana vất vả cho cô rồi. Chào các em, tôi là viện trưởng của học viện hồn đạo sự nhật nguyệt hoàng gia Diệu Ly Lâm. Chào mừng các em tới đến học viện. Chào viện trưởng, em là Lâm Hiền Vũ, học sinh năm 1 của học viện sự lệ khác. Đây là học của em Bạch Tú Tú. Hai bên chuẩn bị. Hai đứa trẻ này đều là học sinh của cô sao? Ừ, thật sự là danh sư xuất cao độ. Học sinh của học viện kêu chúng ta cô tùy ý lựa chọn, yêu cầu gì thì cô nói ra, sau này xem đi. À được rồi, tới lúc nào cũng đợi tin tức của cô. Vương Chiến Hàng của học viện Nhật Nguyệt, tôi sẽ lập tức cho cậu biết thách đấu quyết nằm cao hơn là quyết định sai lầm như nào. À được chưa? Nhờ kỹ, đây là cọ sát cẩn thận, đừng làm qua mức. Trọng tài có tư cách tùy ý dừng trận đấu bất cứ lúc nào. Bắt đầu tiếp chiêu đi. Hồn ký dạng năm đến đỉnh cửu châu, dưới đó có một lực hút vô hình, đây là một nhộn khống chế hồn ký. Đi, thô bạo đơn giản như vậy sao? Tôi còn tin chỉ dựa vào hồn lực năm nhất của cậu. Dạ. Ui, đau đầu quá, vậy mà lại tấn công bằng sức mạnh tinh thần. Linh Nguyên Cảnh tứ cực ma động, một bàn kích bay đang đến. Còn đúng, sao đây còn phun ra lửa? Bân kích định nổ trước cơ thở của Vương Chiến Hàng. Ba loại nghiên tố tương tác lẫn nhau, ẩn dấu ở bên trong xảy ra phản ứng kịch liệt. Không ổn. Cái gì? Cái dù bàn đó lại có uy lực lớn như thế sao? Để rồi dừng tay.
Vương chiếm hàng đã thua. Cảm ơn thầy. Thằng nhóc này trong thì dễ thường đấy, nhưng mà ra tay cũng mềm thật đấy. Ra tay vi đoán đủ độc, trong chớp mắt thì đã nắm được thời cơ và thời điểm yếu của đối phương. Học viện của chúng ta thực sự là thiếu kinh nghiệm thực chiến chân chính. Học viện sự lại khác bà Tù Tú xin chỉ giáo. Học viện hồn đạo sự nhân nghiệp hoàng gia Tuyến Mộng Tuyết xin chỉ giáo. Bắt đầu. Bông Mộng Tuyết có vô học hồn biến nhị độc nhất vô nhị, bằng tình lông phụng. Bấn chiều, bấn bạo thuộc, phóng ra ban chiều. Nhìn quá, xem ra bớt bước phải ra tay tan nhẫn. Lông phụng hợp mình cắt đứt dương. Đó nhiều rồi, sao lại thấy được? Rõ ràng có thực lực mà, tại sao vẫn chưa phát huy ra được thì đã thua rồi. Đó là bởi vì đạo phường đã áp chế, không thể nào phát huy được. Đây chính là sự chênh lệch về bản chất. Cô Nana có thể vừa đi vừa nói chuyện không? Cô Nana vừa có thể vừa đi vừa nói chuyện không? Thế như cô thấy thì học sinh của học viện dân tà vấn đề nằm ở đâu thế? Không nắm được năng lực của bản thân và phát triển không đủ. Không sai, cô nói đúng. Cô Nana, tôi rất tán thưởng học sinh này của cô. Tôi muốn tặng hạ cho hai đứa một chút quà, cô thấy có tiền không? Quà? Đúng vậy, một chút quà nhỏ. Lò hợp kim đặc biệt, có đặc tính kim loại thần cấp. Lò hợp kim mới nhất của liên bang nghiên cứu được, hầu như là vĩnh viễn không bị mài mòn, thậm chí còn có thể tự khôi phục lại. Thơm hợp kim này vào sẽ khiến cho phẩm chất của cơ giáp tăng mạnh, tương lai có thể đảm bảo tốt hơn cho sự an toàn của mấy đứa. Cho liên bang cho tôi một ít. Tôi muốn tặng cho hai đứa, mỗi đứa 10 con. Bọn nó không thể gia nhập vào học viện nhân nghiệp được. Không cần bọn nó gia nhập, đó chỉ là quà tặng bình thường thôi. Mời học sinh hôm nay sau mỗi tuần đều có thể theo tôi học một ngày. Cô ta vậy mà lập tức hiểu được ý đồ của mình. Cảm ơn cô, đây thực sự quá tốt rồi. Sau này cô chính là viện trưởng danh dự của học viện chúng tôi. Cô có thấy được không? Không cần đâu, tôi không cần danh hiệu gì cả. Đi rồi, đường nghiệp cô hết, cô còn gì nữa hay không? Vậy tôi muốn một cơ giáp có thể bay vào tiền tớ, có thể bay đường dài ấy. Nhiều Lý Tầm không ngờ được Nana thực sự đưa ra yêu cầu, là cô yêu cầu khó mà thực hiện được. Cô Nana viên này chắc là được, nhưng mà cô cần cho tôi chút thời gian. Còn gáp trong 2 năm có lẽ được rồi. Tôi có thể giúp ông thiết kế đấu khải thứ tự coi như là chi phí đi. À không cần không cần, cô chỉ cần về giáo học sinh là được rồi. Vậy thì như thế đi, cảm ơn. Tốt quá rồi, chỉ cần giúp được học viện giành được một cường giả thần cấp thì cái giá này có tính là gì? Nhưng mà nếu học viện chúng ta lại có thể có một cường giả thần cấp như thế này toàn thủ, vậy thì chúng ta có vốn để so sánh được với học viện sư lệ khác rồi. Trải qua 30 phút nghỉ ngơi, trận thi đấu thứ 3 đã bắt đầu. Nam cung là lạc của học viện hôn đạo sự nhật hoàng hoàng gia Nam cung y lăng chi chỉ giáo. Vì hai học sinh này có sở trường điện thuật tác chiến, vì thế có thể mời hai người tiến hành cọ sát 2 vs 2 0. Chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, bắt đầu. Xem xét nhanh quá rồi, cứ như là di chuyển trong chớp mắt vậy. Hồn kiếm thứ nhất hoàng kim lồng thế, hồn kiếm thứ hai kim lồng ba thế. Bấn triều, hay xem xét vậy mà lại tách đùi. Bị đi chớp bên này lôi kéo qua đây rồi. Phát động năng lực thiên phú thâm uy mà lồng hậu lĩnh vực thú vợ, không chỉ có tì chớp của mình mà ngay cả sấm sét của anh trai cũng đã bị hút qua rồi. Như vậy thì hạn chế tốc độ của mình khó mà xử lý thời đi. Kim Long thần thiên, em trai quay lại, hóa điện nhập lùi, cẩn thận vỡ hồn dung hợp kỹ, tham hiệu mà lâu xa. Bọn họ cũng có vỡ hồn dung hợp kỹ, mau ra tay. Lối điện vào phòng, cẩn thận.
kia là đang làm gì thế? Cô ta muốn cứng chứ, cố cứng tiếp chiêu này sao? Hiền Vũ, cơ ý đang dẫn điện. Ui, thế cũng được á? Đi sao có thể được? Ôi, giật chết tớ rồi. Đâu kết thúc, chỉ dựa vào thực lực tam hòa mà lại tiếp được võ hoàng dường một của hai tứ hồ hồn sư, giúp cô đã thiết triển ma pháp gì? Cô Nana, có được 80% không? Con sắp được 80% rồi, tốt quá rồi. Mô hồ vừa nội chính là mức độ nắm vững nghi tổ, làm nhiệm vụ lợi dụng hai nghi tổ gió và nước bất trước sự ma sát cùng mưa và mây đã sinh ra điện, tự dẫn dắt sập xe đi. Điều này con phải hoàn thành khống chế các nghi tổ phức tạp ở trong chớp mắt thì mới có thể hoàn thành được. Lâm Hiền Vũ muốn dưới chất túc sát áp lực mà nâng cao sức mạnh điều khiển của nghi tố của bản thân, không cần phải liệu nơi đâu, tiến hành theo tuần tự là được rồi. À, không phải là có cô ở đây sao, em mới yên tâm. Chỉ biết khen tài thôi à, còn không phải để cho cậu bảo vệ sao? Để làm tăng thêm thiện cảm của Nana, Diêu Lý Lâm đã chủ động đưa ra kiến nghị hủy trận đấu thì sau đó. Đứa trẻ này rốt cuộc là làm sao mà làm được vậy? Không biết. Nhìn thấy chưa, đây chính là sự chênh lệch giữa chúng ta và sự lợi khác. Sau đó thì cô Nana đã dặn dò những điểm quan trọng trong tu luyện của hai người sau này, đồng thời đưa ra hiệp kim của Lý Lâm nối cách dùng cho hai người. Mới chào tạm biệt. Trên đường trở về thì ta phải suy nghĩ cẩn thận. Tiếp theo đây làm thế nào để dẫn dắt lớp của chúng ta ngày càng trở nên mạnh hơn? Vẫn cậu vẫn nên nghĩ làm thế nào để ứng phó với cơn thịnh nộ của Âu Viên đi. Đúng rồi hả, còn có chuyện này nữa. Cậu không nói thì tôi quên rồi. Lúc này tại học viện sự lệ khác, Lô Phong và Tiên Lỗi đến rồi à? Được, lập tức đón hai đứa trẻ này về cho tôi. Thầy vâng. Làm Hiền Vũ, cái tên nhóc này vẫn chưa về. Bọn chúng về thì lập tức thông báo cho tôi. Người có đường mòn vẫn còn đang đợi ở chợ, ở chỗ của tôi đấy. Vâng. Ok, chỗ hình như rất không vui. Chuyện lần này anh áo luận hơi lớn quá rồi đấy. Cuối cùng cũng đã về rồi. Tớ mở máy nhé. Gọi cho thầy đường trước hả? Cái đồ khốn kiếp, có phải em điên rồi hay không? Một kỳ thi cuối cùng mà em cũng không làm ra cái chuyện tị trợ như vậy cho được cái sâu. Thưa thầy, em có làm gì đâu. Không làm gì, em còn muốn làm cái gì? Em đã có đâu. Em về viện rồi, đang ở trước khu giảng dạy. Cái gì? Đợi tôi cùng em tới chỗ của anh Lạc Hồng. Còn nữa, gọi thúc lão đến đi nữa đi. Đương nhiên không cần Đường Chấn Hòa nhắc nhở, Lâm Vi Vũ cũng nhất định sẽ gọi cho thúc lão. Nhóc này, thôi này. Thầy à, quân tử động khẩu không động thủ. Còn không động thủ, em có biết thầy bị cái bò do anh Lật Hồng đó mắng không biết bao nhiêu lần rồi hay không? Em cẩn thận chút đi, lát nữa mà thành khẩn nhận sai, đến lúc đó thì thầy chỉ dẫn em đến nhận sai với người của đường môn, cố gắng giành điểm cộng nội bộ cho em, giành giải quyết được cái vấn đề. Thầy em xin lỗi, để thầy đã lo lắng rồi. Hả? Nhớ kỹ, mức độ cái chuyện của em phải là trong cái mức mà thầy có thể bảo vệ được thì mới được. Đi thôi, lên trời đi. Nếu lát nữa mà cô ta muốn đánh em thì hãy để cho cô ta đánh. Ai phát hiệu chưa? Tại văn phòng hiệu trưởng, cho viên trưởng. Ồ, về rồi à? Không rồi. Cái biểu cảm này ban đầu khi lật mặt với cô ấy chính là cái dáng vẻ như thế này đây. Thầy, Lâm Hiền Vũ đã về rồi. Xử lý nội bộ trước. Đi đã, có nên nghe Hiền Vũ nói như thế nào hay không? Có vấn đề, có hiểu nhầm thì có thể mắng nó. Nhưng mà cũng không thể bỏ rời chung chứ. Bà rời chung hả? Có miệng tránh ra một bên. Ồ, hồi mắng mình rồi. Xem ra tâm tình cũng không tì lắm. Thầy đường tiền bối, chiến hạm đâu? Ở đây, viết một văn kiểm điểm sâu sắc đến đường môn nhận sai. Bảy người các em đều phải viết. Học viện giữ các em lại xử phạt xem xét, còn có lần sau thì có trừ hết. Nghe thì rất đáng sợ, nhưng thực ra lấy tránh nặng tìm nhẹ. Tốt quá rồi, vẫn là bao che con cái.
chuyện lớn hóa nhỏ xử lý xong xong à, thì cũng xong chuyện rồi. Vậy là cái chỗ à, em không tới giao chiến hạm. Chuyện này em thấy em không làm sai. Lâm Hy Vũ, em có biết em đang nói cái gì không? Chứ dù là tội phạm bị xử phạt thì cũng có cơ hội để giải thích mà. Có miệng em nói đi. Tôi lại muốn xem, nghe xem em có lựa nghị biện gì. Tốt nhất là em nên phát ngôn cẩn thận đi. Thật sự không muốn để gì sao? Tới trễ này tiếng gần như thế là có thể chống được y áp của cường giả thần cấp là mình đây. Lực tinh thần của nó Linh Yên Cảnh. Em mới bao nhiêu tuổi? Linh Yên Cảnh 13 tuổi rồi. Giả trách Uông Thiên Vũ lại nói ra những điều nói vào đều là vì muốn bảo vệ đứa trẻ này. Tổ trưởng, chuyện trước đó thì tôi đã diện cho đội chúng tôi xin lỗi anh. Ông có chủ đường tìm bối sự tình như thế nào thì chắc hai người có biết đại khái rồi chưa? Nhưng đều không phải từ phía bảy người chúng em. Tình hình có liên quan, em muốn nói rõ là một lần nữa. Được, em nói đi. Phối hợp với tổ trưởng ứng cứu đồng đội của đồng môn, chúng em đương nhiên rất tình nguyện. Tổ trưởng lại đồng nhiên rời đi. Nhưng mà khi chúng em trong tình cảnh không xu dính túi, còn nói với chúng em là thực vụ thực sự là trong 10 ngày phải quay về mẫu tình. Nhưng đây căn bản là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Đi phi thuyền còn 5 ngày, đi bộ đến chiến hạm phải mất 3 ngày. Chúng em chỉ còn lại thời gian có 2 ngày để tìm đường về, trở về chiến hạm. Đưa thứ này nghe ra thì có vẻ chút không bình thường. Chắc là lão Uồn cũng phát hiện ra rồi. Lúc đó chúng em lòng gấp rút như là nửa đố. Bất luận lô hàng hay là mấy bạn nữ thậm chí lại còn gấp đến mức mà sắp khóc luôn. À, chúng ta gấp đến mức mà sắp khóc là luôn lúc nào ấy nhỉ? Ai biết, nghe đi. Nhưng mà chúng em tha răng liều mạng thử, nhưng cũng không muốn bị học viện đào thải vì bài thi cuối cùng không bị đạt. Mặc dù nói tinh thần thì rất tốt, sau thời gian khoảng được hoảng loạn ngang ngủi, chúng em mới bình tâm tỉnh lại, lập tức bắt tay vào tìm kiếm chiến hạm hợp pháp có thể quay về mẫu tình. Vì thế chúng em tìm tới truyền linh tháp, nhìn nhưng mà nhanh nhất là 15 ngày bọn họ mới có thể có chiến hạm quay về. Cuối cùng thì chúng em đã nghĩ ra được một cách duy nhất, chính là lái chiếc hạm của đường mòn đã đưa chúng em tới đó. Nhưng mà chúng em cũng không biết chiến hạm còn ở đó nữa hay không, chỉ đành đi mua những trang bị phòng hộ trước rồi tìm tiếp. Không ngờ được thì tìm trang bị đó lại là một tiệm ép mua bán lừa đảo. Chúng em bị tự vệ ban thần mà không thể nào không ra tì. Sau đó thì tổ trưởng xuất hiện. Sau đó nữa thì các thầy đều đã biết rồi. Chúng em giữ vững niềm tin, trải qua vô số lần sống sót sau nguy hiểm, ông trời không phụ lòng người, cuối cùng chúng em đã may mắn thành công. Nè, mặc dù nói sự tình xảy ra cũng không chênh lệch cho lắm, nhưng mà lúc đó giống như là không những gì, không giống với những gì cậu nói mà. Là vì dẫu cậu đừng có mà tránh nặng tìm nhẹ. Tại sao lại chọn chiến hạm của đường môn cho tụi? Hả? Chọn chiến hạm? Chúng tôi chọn chiến hạm lúc nào? Cậu còn không dám thừa nhận chứng cứ xác thực. Thằng nhóc này đang lại cái trò gì vậy? Chả nên nó còn muốn nói dối nữa. Em nói mà, hình như em đã hiểu rồi. Chả trách ai cũng đều tức giận như vậy. Em bị oan, bởi vì em thấy tổ trưởng ra hiệu ánh mắt với người của đối phương. Em nghi ngờ tổ trưởng là gián điệp của đối phương, vì thế mới khống chế anh ta. Ôn cá chủ đưa tiền bối, em không có chuyện gì thì trộm chiến hạm của đường môn làm cái gì? Em lại không ngốc, sao lại làm cái chuyện phá hủy tiền đồ của bản thân như vậy chứ? Hơn nữa em cũng được coi là có tích trữ không nhỏ, không thiếu gì trường ở ngôi viện mà. Quả thực là như vậy hả? Tổ trưởng à, anh báo cáo như thế chắc không phải là sự thật cho rằng chúng tôi muốn trộm chiến hạm đi chứ? Vậy tôi cũng không thể nào là gián điệp được. Đừng bác yên lặng đi. Vậy tại sao em lại muốn mang chiến hạm đi? Đương nhiên là vì đường môn rồi. Trước giờ em chưa từng nghĩ là sẽ lấy nó là của mình. Chúng em phải tìm chứng cứ trên chiến hạm đó. Nếu như tổ trưởng không phải là gián điệp thì chắc chắn sẽ trả lại cho đường môn. Thầy vẫn luôn dạy dỗ chúng em đường môn và sự lệ khác là một thể. Con hướng em gia nhập đường môn. Hơn nữa em làm như vậy con có suy nghĩ khác. Tổ trưởng đăng ký chiến hạm của chúng ta là chiến hạm hải tặc nhị.
Nói cái khác thì tính cầu tội ác không biết là chiến hạm này thuộc về đường môn đúng chưa? Vậy chúng ta còn có người làm nội gián tính cầu tội ác. Vậy phía chúng ta chắc chắn cũng có nội gián của gián điệp của đối phương. Quả thật là như vậy, người có thiên đường tình chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào. Vì nói như thế để cho những gián điệp phát hiện chiến hạm này là của đường môn, thì bọn họ sẽ biết những chuyện trước đó là do đường môn và sự xử lại khác gây ra. Vì thế em thấy đường môn giấu chiến hạm đi trước, lẽ nào em đã làm sai ư? Khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Hình như cũng không có lỗi sai nào. Hơn nữa còn ở công, hiện giờ nghĩ rất là chu toàn. Vậy thì cậu tắc mắc làm cái gì? Không phải là vì bắt cóc tìm mối của đường môn sao? Sơ bị mắng, vốn là muốn đợi mọi người ngồi bất cần giận tức rồi nói sầu, không ngờ được gây ra hiếu lầm như thế này. Trẻ trẻ này cũng xuất sắc thật. Nếu đó là hiểu nhầm thì vậy thì bỏ đi và ra lấy chiến hạm là được rồi. Vâng. Đường Diệu, các cậu như thế này là không đúng lắm nhỉ? Thu lão, ngài đến đúng lúc quá. Mọi người đang làm gì vậy? Mất nợ người có hộp phó sinh mệnh ta sao? Ở làm hiền vũ thì ra là người có hộp phó sinh mệnh sao? Các cậu xem trên tay của nó đeo cái gì? Không có nhẫn vận mệnh lý cái gì mà dẫn chiến hạm của các cậu hả? Cái gì? Vì nó lại là người thừa kế. Hộp phó sinh mệnh không chỉ đại diện cho ý chí của cây vĩnh hằng, mà còn đi số hỗ trợ mạnh mẽ của cường giả thần cấp kéo dài tuổi thọ. Ở trên toàn bộ mô tình này cũng coi như là một tổ chức đẳng cấp đứng đầu. Ai mọi người được người cứu thừa của hộp phá sinh mệnh, vậy lại là Hào Lâm Hiên Vũ. Đi đã, sao mình lại trở thành người cứu thừa của phái hộp sinh mệnh rồi? Có điều tình hình hiện tại không tiện hỏi nhiều. Tiểu lão ngang lên xin lỗi, bọn mới thực sự không rõ tình hình. Làm hiền vũ tụi đại diện cho đường môn xin lỗi cậu. Không cần, nếu như xin lỗi có tác dụng vậy thì còn pháp luật làm cái gì? Thế tiêm hồn một chút đi. Vậy cũng không được ai sợ tu lão. Vậy chúng ta cũng không thể là không có lý do chính đáng mà muốn chiến hãm của đường môn. Hả? Hả? Sao câu này nghe không đúng lắm? Hiện dụ à, chúng ta đi. Chiến hạm thì sao? Lẽ nào vinh dự của một phó sinh mệnh lại không sợ được của một chiến hạm ư? Thì về ngoài thì ông phó sinh mệnh của chúng ta có mắc mối nào hả? Dẫu uống động thiền, dẫu tại nói chừng ngồi biết chuyện này chơi sống đâu. Gặp lại ở thần hải các đi. Thục lão Đường Quỳnh à, thật sự xin lỗi. Đường Quỳnh à, thật xin lỗi. Ông già này càng ngày càng kiêu ngạo. Có điều ông ấy cũng coi như là công đoàn tận tụy với học viện rồi. Chỉ lại có một tật là bào chì khi điểm. Ở về sẽ thương lượng với các chủ. Bà đi lão quần. Anh về nói với tục lão, chiến hạm này coi như là bồi thường chứ việc làm hiền vũ bị oan. Chỉ lòng chiến hạm thùy không thể ảnh hưởng tới tâm tình của thục lão. Như thế này thì cũng ngại quá. Không sao, có như là quà tặng chúc mừng học phái sinh mệnh của người thừa kế. Vậy tôi sẽ đi tìm thục lão, mau chóng về quân tức của Mỹ. Đường Quỳnh không tiện anh nữa. Điện chủ đây ta đã, tôi đi với ngài. Thế tôi cảm thấy não của tôi không đủ để dùng rồi. Đây tôi chỉnh lý lại tư duy hả? Chiến hạm của chúng ta là của chúng ta rồi. Hình như là như thế. Anh Hiền Vũ lợi hại tại đấy. Đầu óc chúng ta đúng là không có đủ dùng đâu. Chỉ cần đi theo anh ấy là được rồi. Cậu cùng ai chúng ta cơ? Còn có người đầu óc không đủ dùng hơn à? Ngứa già rồi hả? Mấy người các em vừa hết cho tôi. Vâng. Cái đó ngài nói người thừa kế là tại sao? Lấy chuyện này làm trò đùa được hả? Thằng nhóc cậu cũng ta biết cái chuyện liên lụy tất cả đường môn rồi. Có điều đường môn sẽ không cảm thấy đây là chuyện xấu. Coi như là bọn họ tặng quà là được rồi. Bọn họ vẫn muốn có quan hệ tốt với cậu. Họ phát sinh mà chúng ta liên hại về sau. Tuy nhiên rồi sau này cậu sẽ biết. Đúng rồi, vừa rồi hình như ôn các chủ phối hợp với ngài sao? Hàng xóm đã biết cậu là người kế thừa rồi. Đừng có thấy Uông Thiên Vũ lông mày rậm đôi mắt to, thật ra trong lòng rất điện tụi đi. Thì ra là diễn kịch, vẫn là tiền bối biết đùa. Thông lão ngài bình luận sâu lưng người khác như thế là không ổn lắm nha. Tôi còn nói xài cho cậu hay sao? Thành rồi. Còn không thành được hay sao chứ? Đường Diễu thông minh lắm.
Lương Hiệu vụ chiến hạm không phải là của cá nhân em, là của lớp thực nghiệm chiến, tên chiến của em, có hiểu chưa? Hiểu rồi. À được rồi, đừng có ra về đây nữa, cố gắng thêm đi. Thứ tâm thuật này chỉ là chuyện nhỏ, thực sự thực lực mới là cơ sở. Vâng. Vâng là ngài có mắt nhìn, lực tinh thần của thằng nhóc này đã đạt tới luyện nghiền cảnh rồi. À, cậu tưởng rằng người kế thừa của học phái sinh mệnh lo giúp ta chọn sao? Cái gì? Hay là điện chủ à, thằng nhóc đó đó có chiến hạm sao cho thằng nhóc à? Rất nhiều lúc chia thiệt cũng được lợi. Học phái sinh mệnh có người kế thừa rồi, giá trị tin tức này còn lớn hơn cả nhiều so với chiến hạm đấy. Có điều cậu dự kiến cái miệng và tội, nếu không thì thơm tội nữa rồi. À vâng, lần Hiền Vũ chưa về kỳ tiệm sáng nghỉ ngơi thì đã lập tức bị Đường Chấn gọi Vũ gọi đi. Chuyện ngày hôm nay đến đây thôi, không được phải nói bất kỳ ai, đặc biệt là chuyện người kế thừa. Đi cho thầy xem chiến hạm. Wow, thật không hổ là chiến hạm loại hình mới của Đường Mộng. Màu vào trong xem đi. Ý, bên trong sao lại chiến hạm lại có một đống đồ cao như núi thế này? Đều là trang bị. À, em cũng sẽ có tiệm người ta đấy à? Em tính là những trang bị này có ít hơn còn nữa, à, còn đáng tiền, nên em đã lấy một phần về thôi. Đều là hàng chất lượng không tệ, quả thực là có giá trị để nghiên cứu nhất định. Đưa một phần cho Đường Một, dù gì cũng hẳn của bọn họ một chiếc hạm mà. Còn thừa thì cứ để ta xử lý cho em. Vâng, vậy chúng ta đến phòng thiết kế cho em xem thì tốt. Em xem cái này đi, bản vẽ thiết kế cơ giáp mới á. Xem tiếp đi. Cái gì? Đây là cơ giáp biến hình. Đúng vậy, có thể dùng hình thái người để thi triển sòng giáp lù, cũng có thể phi hành với tốc độ cao thông qua hình thái chiến cơ. Đấy mới là cơ giáp hoàn mỹ trong lòng thầy. Ngồi bấy người các em ra thi tôn bộ thực lực thực nghiệm đều dùng cơ giáp này. Ồ tuyệt quá, thầy cái này thực sự là tuyệt quá. Vậy lúc nào thì có được những cơ giáp này? Khi các em có đủ tiền thì nhân trang bị kia đủ để làm hai cái nhỉ? À, vậy thì theo những huy chương này của em thì sao? Hả? Mình, cái thằng nhóc này còn nhiều tiền hơn cả mình ư? Vãi cả đại gia ngầm.